Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2016, thứ sáu tuần 22 mùa thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Chàng rể ở với họ. Lời Chúa trong sách Luca chương số 5 câu 33 đến 39. Khi ấy những người Pharisêu và những kinh sư nói với Đức Giêsu: "Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống." Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay." Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm hư bầu, rượu sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn." Lời suy niệm. Sau khi Lê-vi, người thu thuế, được Thầy Giê-xu mời gọi đi theo, ông đã tổ chức bữa tiệc khoản đãi Thầy và các môn đệ. Ông còn mời các bạn đồng nghiệp đến dùng bữa để từ giã, ăn uống vui vẻ, hòa đồng cả với những người bị xã hội tránh xa. Đó là một nét đặc biệt của nhóm Thầy Giê-xu. Đừng quên chính Thầy cũng bị mang tiếng là tay ăn nhậu. Như thế nhóm của Thầy không có nét khắc khổ như các nhóm môn đệ của Gioan hay của người Pharisêu. Các nhóm này thường hay ăn chay và cầu nguyện, còn môn đệ Thầy thì ăn với uống. Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo hỏi Thầy về lý do có sự khác biệt đó. Thầy trả lời: "Vì bầu khí của nhóm Giê-xu là bầu khí vui của tiệc cưới. Chú rể chính là Thầy, còn các môn đệ là những khách dự tiệc. Chẳng ai dự tiệc cưới mà lại ăn chay. Chẳng ai buồn khi chàng rể còn đang ở bên cạnh. Bởi đó thật là dễ hiểu nếu các môn đệ không ăn chay một tuần hai lần. Nếu họ có nét mặt tươi tắn và sẵn sàng chung vui với người khác. Chuyện Thầy Giê-xu ăn uống hồn nhiên với những tội nhân cho thấy Thiên Chúa không khinh, nhưng quý họ và mời họ trở về. Thầy cho thấy mình đang rao giảng tin mừng, loan báo tin vui. Đến với Thầy là gặp được niềm vui cứu độ. Thầy Giê-xu và các môn đệ đều mời gọi người ta hoán cải. Nhưng hoán cải ở đây không phải là chuyện buồn mà là chuyện vui. Bởi lẽ hoán cải là thay đổi tận căn cái nhìn về Thiên Chúa và người khác. Chẳng ai vui bằng người thoát ra khỏi được cảnh nô lệ tội lỗi. Cả thiên đàng cũng mừng vui khi một người hoán cải. Thầy Giê-xu đã trao cho các môn đệ niềm vui của chính mình. Ba lần Ngài nói đến niềm vui trọn vẹn. Kitô giáo bắt nguồn từ niềm vui phục sinh và sống mãi nhờ niềm vui ấy. Các tông đồ bị đánh đòn mà lại vui bởi họ chịu vì Đức Giê-xu. Niềm vui là đặc nét của người Kitô hữu qua mọi thách đố. Niềm vui là quà tặng lớn của chúng ta cho một thế giới muộn phiền. Chàng rể Giê-xu đang ở với chúng ta cho đến tận thế và mãi mãi. Nên anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Chúng ta chỉ có thể là sứ giả của tin mừng nếu ta có niềm vui nội tâm. Niềm vui này phải tỏa ra như hương thơm làm mọi người ngây ngất. Ông Nietzsche, một triết gia vô thần người Đức, viết cho Kitô hữu: "Nếu niềm tin của các anh làm các anh hạnh phúc, thì hãy cho tôi thấy hạnh phúc ấy trên khuôn mặt của các anh. Nếu tin mừng của sách thánh
được viết trên khuôn mặt của các anh rồi, thì các anh chẳng cần phải cố nhấn mạnh đến giá trị của sách ấy nữa. Nietzsche không tin một Kitô hữu buồn, mà bảo mình tin vào sự phục sinh. Chúng ta có bao giờ để ý soi khuôn mặt Kitô hữu của mình không? Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề. Có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có những khoảng thời gian dài còn như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dẫn bước. Xin cho con lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. Amen.